Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 22 tháng 9 của Ghiền Bóng Đá TV. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Suarez lại lập cú đúp khiến Barca đau lòng. Ronaldo vượt Messi trở thành cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Ronaldo vô tình hại Juventus vì MU. MU sắp chia tay Anthony Martial. Báo động đỏ cho Harry Kane. Trước khi đến với những nội dung chính, hãy dành một giây đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Trước một Getafe chưa có điểm nào và đang đứng cuối bảng, Atlético Madrid đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên đã không có trận đấu dễ dàng cho các học trò của huấn luyện viên Diego Simeone khi Getafe chủ động trước phòng ngự số đông và trông chờ vào các tình huống phản công. Với lối chơi này, Getafe không chỉ gây nhiều khó khăn cho hàng công của Atlético Madrid mà còn gây bất ngờ cho các nhà đương kim vô địch khi vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1. Dù áp đảo hoàn toàn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng phải đến khi được chơi hơn người, Carles Alena nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 74 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Matheus Cunha. Atlético Madrid mới xuyên thủng được tuyến phòng ngự của đội chủ nhà. Phút thứ 78, từ quả tạt bên cánh trái của Mario Hermoso, Luis Suarez trong tư thế không người kèm đã dễ dàng xâm nhập phòng cấm, đón bóng rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn David Soria, quân bình tỷ số 1-1 cho Atlético Madrid. Phút thứ 90+1, từ quả tạt bên cánh phải của Sime Salico, các hậu vệ Getafe bỏ lỏng Suarez tạo cơ hội cho chân sút người Uruguay dễ dàng ập vào thực hiện pha đánh đầu từ cự ly 5m hạ gục thủ môn David Soria, ấn định chiến thắng 2-1 cho Atlético Madrid. Thắng trận này, Atlético Madrid đã tạm vượt qua Real Madrid để vươn lên ngôi đầu bảng với 14 điểm, hơn đối thủ 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Chắc hẳn người hâm mộ Barcelona vẫn còn tiếc nuối Suarez lắm khi mà hàng công của họ ngày càng gây thất vọng. Nhất là mới đây, thậm chí huấn luyện viên Koeman còn phải thay Piqué vào sân để chơi như một tiền đạo trong trận hòa Granada. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất trong năm. Đáng chú ý, siêu tiền đạo Ronaldo đã vượt qua đối thủ lâu năm Messi để dẫn đầu danh sách này. Cụ thể, ngôi sao người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ kiếm được 125 triệu USD trước thuế, với 70 triệu USD trong đó đến từ tiền lương và tiền thưởng khi anh trở lại Old Trafford. 55 triệu USD còn lại đến từ quan hệ đối tác với các thương hiệu bao gồm Nike, Herbalife, Clear và danh mục đầu tư mang thương hiệu CR7 ngày càng mở rộng như nước hoa, đồ lót, kính mắt, khách sạn hay phòng tập thể dục. Chỉ có 3 vận động viên thể thao khác trên thế giới kiếm tiền nhiều hơn ngôi sao MU về mặt hình ảnh là Roger Federer, LeBron James bóng rổ và Tiger Woods golf. Đứng thứ 2 trong danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất chính là Messi với 110 triệu USD trước thuế. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina vẫn có thể vượt mặt Ronaldo trong tương lai nếu nhận thêm tiền thưởng và tiền trung thành từ đội bóng nước Pháp Paris Saint-Germain cũng như các hợp đồng thương mại sắp tới. Messi vừa tạm thua Ronaldo về thành tích ghi bàn khi gia nhập đội bóng mới và giờ cũng đang bị Ronaldo vượt về kiếm tiền. Theo Cadenaser, Ronaldo đã phá vỡ thỏa thuận chuyển nhượng với Juventus để hoàn tất việc trở lại MU đầy bất ngờ trong những ngày cuối phiên chợ hè vừa qua. Ronaldo tưởng như ký hợp đồng 2 năm với Man City đến nơi thì bất ngờ gây bão với quay xe trở lại Quỷ Đỏ sau 12 năm. Tay săn bàn 36 tuổi đã có 3 năm ở Juventus và bước vào năm cuối của thỏa thuận đôi bên. Theo nguồn trên, Juventus đã nói với người đại diện siêu cò Jorge Mendes rằng sẵn sàng để Ronaldo rời Turin, nhưng với điều kiện mọi giao kèo phải được thực hiện trước ngày 15 tháng 8 để họ có thời gian tìm người thay thế. Tuy vậy, Ronaldo đã phá vỡ thỏa thuận này khi quyết định tìm đường chuồn sau trận giao quân Serie A hòa 2-2 Udinese ngày 22 tháng 8, mà anh chỉ vào sân từ ghế dự bị thay Morata ở phút thứ 60. Điều đáng kể, sau khi lương duyên giữa đôi bên bị đứt, Ronaldo thăng hoa cùng MU với 4 bàn sau 3 trận, thì Juventus rơi vào cảnh bết bát nhất trong 60 năm qua tại Serie A khi đang xếp hạng thứ 18 và chưa biết mùi chiến thắng. Ở trận đấu trên sân London cuối tuần trước, Ronaldo đã ghi một bàn thắng giúp Manchester United ngược dòng thắng West Ham với tỷ số 2-1. Bàn thắng còn lại của Quỷ Đỏ được ghi do công của Jesse Lingard. Không chỉ tỏa sáng với một pha lập công, Ronaldo còn gây ấn tượng lớn vì khả năng bứt tốc đáng kinh ngạc của mình. Theo thống kê, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã đạt tốc độ tối đa 32,51 km/h trong một lần chạy nước rút ở trận này. Ronaldo đã đánh bại đồng đội Aaron Wan-Bissaka và tiền đạo Jarrod Bowen của West Ham để trở thành cầu thủ chạy nhanh nhất trận đấu.
Không chỉ ghi bàn và chạy nhanh nhất, Ronaldo còn sở hữu hàng loạt thông số chuyên môn ấn tượng ở trận MU thắng West Ham. Cụ thể, CR7 là cầu thủ sút bóng nhiều nhất 13 lần, dứt điểm trong vòng cấm 12 lần và sút trúng đích nhiều nhất 7 lần. Ngoài ra, tiền đạo 36 tuổi còn là cầu thủ chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều nhất 21 lần và tạo ra 5 cơ hội lớn. Với những gì đã thể hiện, Ronaldo cho thấy tuổi tác không phải là vấn đề lớn với mình. Vì thế, ngôi sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể thi đấu đỉnh cao đến năm 40 tuổi như mong muốn. Với sự xuất hiện của Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo ở mùa hè năm 2021, hàng công của MU trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Quỷ đỏ mới chỉ chia tay một cái tên là Daniel James. Họ vốn dĩ muốn bán cả Anthony Martial nhưng không nhận được bất kỳ lời đề nghị nào. Dẫu vậy, thời gian tại Old Trafford của tiền đạo người Pháp dường như sắp tới hồi kết. Theo báo chí Anh, Barcelona đang đưa Martial vào danh sách chuyển nhượng trong tháng 1 năm 2022 nhằm gia tăng sức mạnh ở hàng công. Đội chủ sân Newcastle mùa hè vừa qua đã chiêu mộ 3 cái tên trên hàng công gồm Memphis Depay, Sergio Aguero và Luke De Jong. Tuy nhiên, mới chỉ có Depay thể hiện giá trị của mình, thậm chí Aguero còn chưa thể thi đấu vì chấn thương. Anthony Martial được kỳ vọng sẽ giúp cho Barcelona làm mới hàng công. Anh cũng là mẫu tiền đạo có vị trí thi đấu linh hoạt, đá cắm và chạy cánh trái, nên Barcelona muốn tận dụng điều này để có thể áp dụng nhiều chiến thuật. Harry Kane đang được ví như người ở Tottenham nhưng tâm trí vẫn hối tiếc vì không gia nhập được Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Thực tế, Harry Kane đang có phong độ đáng báo động trên sân sau 4 trận chơi cho gà trống London. Không bàn thắng, không pha kiến tạo, điều mà đội trưởng tuyển Anh đã làm 37 lần mùa trước. Điều đáng lo là dáng vẻ Harry Kane trông lờ đờ, thiếu thể lực, sự nhiệt tình chơi bóng cùng Tottenham. Tay săn bàn 28 tuổi đã tìm mọi cách để có thể gia nhập Man City mùa này nhưng bị chủ tịch Levy chặn lại. Và điều đó dường như khiến anh ức chế. Không chỉ không ghi bàn, không kiến tạo sau 4 trận, 3 lần ra sân từ đầu, Harry Kane còn có những số liệu khó tin khác. Chỉ có vỏn vẹn 4 cú sút, trung bình 1 cú sút một trận, so với mùa trước là 3,9 cú sút một trận. Anh cũng chỉ có 134 lần chạm bóng mùa này, đạt tỷ lệ 33,5 mỗi trận. Một con số hoàn toàn bất bình thường với một người thường chỉ huy lối chơi cho Tottenham. Hơn nữa, Harry Kane chỉ có 10 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương qua số trận trên. Theo AMC Sports, The Blue đã lên kế hoạch thay thế Kante bằng hậu vệ Marquinhos của Paris Saint-Germain. Được biết, Chelsea sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để đổi lấy cái gật đầu của đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain ít có khả năng để Marquinhos ra đi. Bản thân cầu thủ Nam Mỹ cũng ưu tiên việc tiếp tục ở lại. Pichajes cho biết Barcelona đang để mắt đến tiền vệ 21 tuổi người Pháp Maxence Cacores, ngôi sao của Lyon được mệnh danh là Iniesta mới và đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ các đội bóng La Liga. Theo Calcio Mercato, Liverpool đang cân nhắc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Callum Hudson-Odoi của Chelsea. Tuyển thủ Anh đã không được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel. Ở trận làm khách của Adana Demirspor trước Beşiktaş rạng sáng nay, thuộc vòng 6 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Balotelli đã ghi một bàn và có một pha kiến tạo. Phút thứ 79, sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Adana Demirspor, Super Mario đã chạy về phía khu vực kỹ thuật của Beşiktaş để ăn mừng. Tiền đạo Italia đã chỉ hai ngón tay vào đầu mình và hướng về phía Sergen Yalcin để chế nhạo vị huấn luyện viên này. Super Mario có pha ăn mừng gây tranh cãi này là để trả đũa ông Sergen Yalcin vì nhà cầm quân của Beşiktaş từng chê anh là không có não. Ông Sergen Yalcin đã buông lời chê bai Super Mario vào năm 2013 trong một chương trình bình luận trên truyền hình. Vì ăn mừng khiêu khích nên Super Mario bị phạt thẻ vàng. Về phía Sergen Yalcin, vị huấn luyện viên của Beşiktaş cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cầu thủ có hành động như thế với một huấn luyện viên. Tôi không hiểu tại sao cậu ta làm thế. Có lẽ cậu ta làm như vậy vì không được gia nhập Beşiktaş vào năm ngoái. Điều này đã cho thấy rõ tính cách của cậu ta." Trong khi đó, trên Twitter sau trận đấu, Balotelli đăng tải thông điệp có nội dung: "Chúng tôi có não, đặc biệt chúng tôi có dũng khí và trái tim. Một trái tim rất lớn và chúng tôi tự hào vì điều đó." Ngoài pha ăn mừng gây tranh cãi nói trên, cuối trận Super Mario còn có lời qua tiếng lại khiến một số thành viên ban huấn luyện Beşiktaş nổi giận, lao vào sân gây hấn với tiền đạo người Italia. Tin bóng đá trưa ngày 22 tháng 9 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.